Thưa quý vị và các bạn, đây là hiện trường của vụ sét đánh thiêu rụi toàn bộ tài sản nhà cửa của hộ gia đình anh Đinh Văn Quê ở xóm Khì của xã Mận Đức, huyện Tân Lạc vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 2019. Toàn bộ ngôi nhà sàn, đồ đạc của cải và đặc biệt là những tải thóc mới còn đang thơm mùi lúa mới hiện giờ đã biến thành tro bụi như thế này. Gia đình anh Đinh Văn Quê có 3 nhân khẩu, vợ đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có 2 bố con. Vào chiều ngày 6 tháng 6, khi anh đang đi tuốt lúa thuê cùng với anh em trong xóm, thì dông lốc nổi lên cùng với những cơn cuồng phong, sấm sét và đã đánh trúng ngôi nhà sàn của gia đình anh. Khi mọi người trong xóm phát hiện và chạy đến cứu chữa, thì ngọn lửa trong nhà đã bốc cháy quá to, cộng với gió lớn liên tục thổi đã thiêu trụi toàn bộ tài sản, thóc lúa và ngôi nhà của gia đình anh. Lúc đi làm về thì thấy trời mưa đang mưa thì về thấy nhà cháy thì cũng chả biết lý do tại sao. Không chỉ mưa thì thấy được bà con chạy đến giúp nhưng mà cũng không kịp dập tắt, mọi thứ của gia đình cũng cháy trụi hết. Theo các nhân chứng kể lại, nguyên nhân dẫn đến ngôi nhà của anh Quê bị cháy có thể là do sét đánh vào đường dây điện gây chập cháy hệ thống điện. Cộng với vật liệu của ngôi nhà là tre, gỗ nên ngọn lửa bốc cháy rất nhanh. Điều may mắn, thời điểm ngôi nhà bị sét đánh và bốc cháy, trong gia đình anh không có ai ở trong nhà. Nếu không, hậu quả sẽ khó có thể lường được. Hiện nay chính quyền và người dân địa phương đang chung tay giúp gia đình thu dọn những gì còn sót lại, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn. Nhưng với hoàn cảnh thực tế, để khôi phục và dựng lại được ngôi nhà mới với vợ chồng anh lúc này nằm ngoài khả năng, bởi mọi thành quả và tích cóp bấy lâu của vợ chồng anh chị đã bị cháy rụi hoàn toàn. Gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và các mạnh thường quân.